Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 24 tháng 10 năm 2013, cơ quan này đã bắt giữ hai đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm ác quy ô tô. Đó là Nguyễn Quang Tuấn, 28 tuổi, ở khu vực 5, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế và Ngô Tý, 30 tuổi, ở phường Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Qua điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 6 đến nay đã liên tiếp thực hiện 7 vụ trộm bình ác quy, chủ yếu là các xe múc, xe cẩu đang đi công ở đoạn đường tỉnh Lộ 10C thuộc địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủ đoạn gây án của hai đối tượng này là lợi dụng đêm khuya, trong lúc công nhân ngủ say, chúng chở nhau bằng xe máy đến các bãi xe công trình nằm ven đường rồi dùng các loại dụng cụ tháo trộm ác quy mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra xử lý.